Con thấy sao? Trời ơi má ơi, chắc là ba với anh hai phải hết bệnh rồi thì bệnh viện mới cho về. Chứ còn bệnh, sức mấy mà nó chịu thả. Đúng là không thể chấp nhận được mà. Ngày thường má mày mà nhìn tao kiểu đó thì con cũng chịu hết nổi rồi. Má thì có quyền nhìn con, nhưng mà con nhóc nó có quyền gì chứ? Tao phải lập lại tôn ti trật tự trong cái nhà này mới được. Con đồng ý với mày. Trời ơi, hai người đã quên những gì con nói rồi hả? Đây là thế giới của phụ nữ. Nếu như hai người không cư xử theo đúng quy luật của nó thì sẽ bị coi là bất bình thường và sẽ bị đưa trở ngược lại bệnh viện tâm thần. Con nói hiểu chưa hả? Nè, đứng đó định làm gì đó? Tôi ủa, bà đứng lên tính làm gì bà quên rồi con? Bà mệt, bà tính vào ngủ á. Mệt quá vậy ơi. Nhiều bà vô trong phòng ngay cái nệm. Thôi đi ngủ má ơi, mệt quá. Có gì mai tính tiếp đi. Vậy đi. Vậy đi, mai tính. Tính cái gì mà tính? Lo giặt hết hai thao đồ đi. Vợ anh đang bị bệnh. Sao? Bá cần ông phụ gì không? Không phải không? Anh hai cần ông phụ gì không? Không cần luôn hả? Thôi vậy con đi ngủ, ba với anh hai làm vui đi. Ba, bây giờ ba giặt hay con giặt? Mày thử để tao giặt mình coi. Ông giặt đi. Cảm ơn má. Ba nghe gì chưa? Còn thằng Minh đi rửa chén. Con nghe gì chưa? Cảm ơn vợ. Đi vô rửa chén. Rửa chén hả? Bà lo làm cho xong đi, khóc cái gì? Đi về đi coi. Tao là đàn ông mà phải đi giặt mấy cái thứ này. Mày đây có chồng không? Bà đừng có khóc nữa được không? Bà khóc là con khóc theo à. Từ trước giờ đi quay không có rơi miếng nước mắt nào. Bây giờ nước mắt đâu à? Ba đừng có khóc nữa. Mày đánh đi, tao bên đánh. Vậy hai ta khóc chung đi cho nó có tình đồng đội. Ngủ cũng không được, chơi cũng xong, khó sống. Ê trời ơi, chở tay đi bệnh viện cưa tay. Hết nhúc nhích nổi rồi mày ơi. Trời ơi. Ê đâu. Tay bà vẫn còn nè. Vậy là còn cảm giác hả? Ba. Hả? Cái lưng con nè, sắp mất lưng rồi. Mất lưng hả? Dạ. Quay qua coi. Vậy là còn nhất cái lưng. Đau quá. Đau lưng quá. Đau tay quá. Thôi, người ta nhức đầu kìa. Nuốt nước mắt vô bụng mà làm đi con ơi. Nuốt tuổi hơn vào mà làm đi ba ơi. Tao xém nghẹn cục hờn luôn á mày. Gieo tiếng ác dễ sợ luôn á. Ra định giải cứu. Thôi, nói vậy thôi vô. Trời ơi. Con. Cứu bà. Mày. Ây da. Cái thằng này. Tao chọi xà bông với mày. Chết luôn. Cái gì ba? Em nó có ý định tốt muốn giải cứu hai cho con mình. Mà mày nỡ nào mà nói em nó vậy? Còn cái thằng quỷ này nó nói thôi kệ nó đi. Giải cứu ba đi con. Ba này. Ba luôn á. Thôi vô ngủ đi. Con lo cho.
Ủa ba ba không để tay hả? Cái này con nói nha, bưng kêu ba vô ngủ nha, một chút má con mà có nói gì á là ba nói con chứ ba không có liên quan nha. Vô nè, cái này là Út nói nha, lát mới nói gì Út chịu trách nhiệm á. Mẹ lên vô trời ơi. Ông Chí, vậy đi chợ mua đồ ăn sáng. Dậy nha. Dạ, trời động đất hả? Dậy đi mua thịt, dậy nấu mì cho tôi ăn, tôi còn đi làm nữa. Ngủ như heo à? Bà muốn sao? Muốn gì? Ý tôi nói là bà muốn ăn thịt gì? Bò. Bò Mỹ hay bò Úc? Bò gì cũng được, miễn đựng điên là được rồi. Mua đủ cho tôi với Phương ăn thôi nha chưa? Ủa vậy còn tôi với Minh sao? Cơm nguội còn đầy nhà kìa. Ba. Ba biết nấu ăn từ khi nào vậy? Trời. Cái người đạo diễn và cái người đầu bếp có những điểm tương đồng. Ví dụ như người đầu bếp á, họ dùng thực phẩm, họ dùng gia vị, họ tạo nên những món ăn cho người ta thưởng thức. Nhưng cái người đạo diễn á, họ không có những thứ đó. Họ dùng góc máy, họ dùng ánh sáng, dùng thuốc phim để tạo nên những món ăn tinh thần. Mày biết khán giả hay kêu phim ba là phim gì? Phim gì ba? Phim miệng liền. Vậy tao hỏi mày, thằng nào nấu mì qua tao? Thịt bò gì mà sống nhăn như vậy? Bộ tính cho hai má con tôi ăn đau bụng để khỏi đi làm hay sao? Vô làm lại đi. Làm ăn cái kiểu gì vậy? Thịt bò vậy mà chín da nhách như vậy làm sao mà nhai? Đi làm lại đi. Chịu hết nổi rồi, tao phải ăn thua với bà tới cùng. Ba bình tĩnh ba. Ba cố gắng nhìn đi. Ba muốn trở lại bệnh viện tâm thần hả? Trời trời, đàn ông chết không thể nhúng. Bình tĩnh ba. Nhưng mà nhục ở nhà còn nhẹ hơn nhục ở bệnh viện tâm thần. Ba cứ coi như là trả nợ cho má đi. Ở gì? Tao nợ làm gì ba? Thế giới cũ ba ít có hành má lắm. Vậy có phải là nợ? Mời mình ăn sáng. Hôm nay tôi không ăn trứng sống. Tôi mời mình. Nó chín vậy còn bổ béo gì nữa mà ăn. Tốn hết 6 cái trứng bà mới làm được đúng ý tôi muốn. Nói đến bà ủ mặt xuống, cùng lắm mà mở miệng mà xin lỗi thôi à. Rồi xin lỗi chưa? Tôi xin lỗi mình. Mời mình. Dạ. Nhìn ngon dữ ta. Má, tranh thủ ăn lẹ còn đi làm nữa má. Con không kịp giờ á. Ba với anh hai cũng ăn đi. Ăn xong con có chuyện nhờ á nha. Xong ngồi xuống ăn nhanh lên. Ăn nhanh còn lát giúp việc cho nhỏ nữa chứ. Được không? Ăn thịt bò hoài ngán quá à. Hay là ba với anh hai. Ngán thì đưa qua đây má ăn cho. Làm thì dở. Mà đòi ăn ngon. Nấu có bữa ăn sáng thôi mà tốn cả đống thịt bò. Anh xin lỗi. Ba. Để tôi cất xuống đây. Lấy cái muỗng ra. Thịt ở đâu đây? Ủa? Thì thịt nãy tôi sắt, tôi bỏ qua tôi mị bà rồi tôi đi nó tưng nó dặn thịt qua rồi cơm nó phủ quá. Chồng người ta thấy mắc hàm. Nhìn chồng mình thấy ớn à.
Ba có quyền không kiềm chế. Sau này ở trong bệnh viện á, cô đơn một mình, đừng có than thân trách phận. Sao đực mặt ra vậy? Không lo ăn nhanh lên đi, chờ tôi mời nữa hả? Hay là muốn gieo tiếng quán cho tôi là ngược đãi chồng con? Má, làm hành động gì đó? Má lại coi. Bình tĩnh ba, bình tĩnh, bình tĩnh đi ba. Tôi đứng lên để tôi ngồi xuống. Nãy giờ ngồi chân tôi bị tê, đứng lên cho máu lưu thông rồi. Xin lỗi bà, mày qua đây chơi gì? Đi về bệnh.